Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ trong cái ốp lát cạnh của tường của bên mình, thì mình luôn luôn là nói anh em là nên sử dụng 100% là sử dụng cái ke cân bằng để mình ốp cho cái gạch mình nó phẳng hơn. Thì trong các loại ke cân bằng thì bên mình sử dụng 3 loại như này. Loại thứ nhất là loại ke cân bằng để mình làm giúp cho cái gạch này nó phẳng ra. Thì đối với cái loại gạch ke cân bằng này thì mọi người chen vào trước khi ốp gạch, mình khi mà mình ốp lên á thì chỉ cần mình bóp này rút ra là viên gạch nó sẽ ra bằng nhau. Thì cái loại thứ hai này nó cũng là một loại là mình cũng rút ra, nhưng mà loại này nó sẽ tiết kiệm hơn, thì mình sẽ mua, mình chỉ mua cái đầu sắt này thôi, còn toàn bộ những cái nhựa này thì mình có thể tái sử dụng lại. Còn đối với cái loại ke hồi nãy mà mình nói với mọi người á, là cái loại ke này thì mình phải mua lại cái loại này, mình phải mua lại cái nhựa trắng trắng này, còn cái nhựa đỏ này mình sẽ tái sử dụng lại được. Nhưng mà chi phí để mình mua cho cái trắng này nó sẽ cao hơn so với là mình mua cái sắt này. Nhưng mà mình cũng mua cái sắt này luôn, có nhiều cái vị trí đó, nó khó thì anh em sẽ luôn cái này vô, sẽ vặn ra, sẽ kéo nó ra. Cái sắt này nó có một cái nhược điểm là trước khi khô là mình đã phải rút nó ra rồi, chứ không là nó mà bị dính ở trong là khi nó cắt gạch rồi mấy cái lon gạch là rất là khó xử lý. Đối với ke này người ta thường ghi là 2 ly 1 ly rưỡi, thì mình mua luôn là cái 1 ly rưỡi thôi. Còn cái này mới quyết định là cái khe lon của mình là nó to bao nhiêu. Thì đây mọi người thấy anh em, cái góc này là anh em đều bỏ cái khe lon hết, chứ không có cái sử dụng cái này để làm cái lon gạch. Tại vì cái này á, mỗi lần mình bóp lại á là nó sẽ méo, thì cong á, cong là cái lon mình sẽ to ra nên nó hư cái gạch. Nên những anh em thầu, những em thợ mà có kinh nghiệm á thì người ta sẽ sử dụng cái này kèm với lại cái này, hoặc là kèm với cái này, thì tùy vào cách sử dụng của anh em mình sử dụng cái nào cho nó hợp lý thôi. Mục đích của mình là làm cho cái tường gạch của mình nó phẳng và nó sạch sẽ. Một cái lưu ý quan trọng nữa là khi mà anh em lót cái tường gạch xong thì anh em cũng xử lý hết tất cả các cái lon gạch này, xử lý hết cả cái đoạn đường lon gạch này để sau này mình test cái lon gạch đó nó sẽ ăn sâu vào trong cái đường ron này hơn, ăn sâu vào cái đường ron này hơn thì nó sẽ chắc chắn hơn.